Xin chào các bạn đến với kênh BDN Gen Em. Chào các bạn khán giả thân yêu. Nay mình thi công cái máy Puka 8 kVA nữa các bạn ơi. Động cơ Little Better nằm máy này nằm ở vị thủy các bạn, vị thủy mà giáp vị thanh nhá các bạn. Ngay sau lưng nghĩa trang Hậu Giang đó các bạn ơi. Chỗ sau lưng nghĩa trang Hậu Giang có con đường bờ sông rồi mình đi ra bờ sông đó, mình vào trạm nhá các bạn. Máy này thì nhiều lỗi lắm các bạn ơi. Lỗi đầu tiên là trái con solenoid này này các bạn. Nó vẫn đóng bình thường nha các bạn, nhưng mà nó hút điện xuống còn có 6-7V thôi. Và thứ hai nữa là nó nóng, nó gây nóng dây nè, nó gây nẹt lửa nè. Nếu như mà các bạn cố tình để thì nó do nó hút hết điện rồi, nó chạm mà, chạm âm dương mà, thì nó không chạy được máy. Nếu mà các bạn không biết, các bạn để nó chạy máy lên là nó nóng, nó chạm, nó có thể cháy cháy dây nhá, cháy bộ đề, cháy cục này nè, và cháy dây rồi cháy tâm lâm tà la thứ hết trơn, có thể cháy cả bộ đề máy nữa luôn các bạn. Thì hiện tại mình đã thay cái cục mới rồi nè, và test máy ok nhá các bạn. Thì cục mới với cục cũ này nó như nhau các bạn ơi. Chân chỉ việc thay ra thôi, bấm lại đầu cốt nhá, mình cắt hết dây này cũ đi rồi mình dùng cục cò của nó. Và cái két nước thì nó chạy, nó bị lung cái bát này này các bạn. Nó rung quá trời rung luôn, đang anh em đang xít vào á các bạn. Dùng khóa 13 nhá, xít cái tai nó vào đây nè. Đó các bạn thấy không? Nè. Trời ơi. Nó còn không có miếng ốc nào được xít vào luôn đó các bạn. Nó nằm khơi khơi vậy đó. Cho nên là cái két nó rung quá trời luôn. Chúng ta phải xít chặt lại nhá. Họ làm là để có giá trị của nó, nó giữ cái két đó các bạn. Cái két này là nó chủ yếu cái tai này nè, để nó giữ cái phần trên của két cộng với cái ống nước nó có một bên thôi. Thì các bạn phải siết chặt lại để két nó mới không rung. Mà két nó rung thì tai hại lắm các bạn. Nó rung là các cái đầu mối ốc nó hư hết trơn rồi, nó có thể cọ vào cánh quạt. Xít nó thật chặt các bạn ơi, càng chặt càng tốt. Đừng có sức mạnh tràn trề làm gãy ốc là được rồi. Xít mãi mà chưa vô, chưa hết nữa các bạn. Hắn vô đấy nhưng mà nó chưa vô hết. Đó, các bạn thấy không, nó chặt tệ đó mới được. Máy này người ta đã đấu sẵn auto star rồi các bạn. Chìa khóa đề đây. Nó tháo bây giờ bác mình ra nghe auto quá đấy các bạn. Movea chỗ này các bạn, nẹt lửa xì khói luôn, đã vệ sinh sạch sẽ rồi nha các bạn. Dynamo sạc nè, dynamo sạc này chắc là hư rồi, không họ không cho sửa thay gì đó từ trước rồi các bạn, rồi tháo hết trơn ra rồi các bạn. Dynamo sạc này nó có thể hư IC và hư diode, hư diode các bạn phải thay diode hoặc là thay dynamo nhé các bạn. Tại vì hư diode là nó sẽ chạm mạch bình nhá các bạn ơi, nó nóng. Bình thường là sờ vô là các bạn đặt con mực vào là nó chín luôn đó các bạn. Bây giờ mình test auto một cái nha các bạn. Ba phút
Con timer này là chính là con timer sẽ kích hoạt cho mạch auto ra chạy đây các bạn. Để mình giới thiệu luôn các bạn ơi, đây là con gland này. Khi con gland này nó mất điện, nó sẽ đóng cho con timer này chạy. Đó, các bạn thấy cái dây trắng không các bạn? Cái dây xanh chứ, xin lỗi, dây xanh nè. Đó, cái dây vàng ở trên là nguồn nè, nguồn DC đó các bạn. Và khi mà con gland này mất thì nó sẽ đóng xuống dây xanh này đóng cho timer này. Timer này nó sẽ chạy, nó chạy một thời gian 3 phút là nó sẽ đóng lên chân này với lại chân trắng này. Và chân trắng này sẽ là chân gì, mota của cái mạch auto start đấy các bạn, kích hoạt cho máy chạy. Đây, mạch auto start có chân gì mota đây các bạn. Mạch auto start này có chân gì mota nha các bạn, chân gì mota đây. Đây, input remote B cộng. Quan trọng là tên mỗi người đặt một kiểu nha các bạn, nếu là tiếng Việt cũng được các bạn ơi. Thì cái mạch auto start này là nguồn này luôn có sẵn nha các bạn, nguồn B cộng. Nó có sẵn hết trơn à, nó hoạt động hết trơn à, nhưng mà có tín hiệu gì mota thì nó mới kích hoạt nha. Còn nó nằm ở chế độ luôn luôn sẵn sàng. Thì mota là B cộng đó các bạn. Cũng nhiều loại máy thì dùng B trừ, nhưng mà cái bộ này là họ xài B cộng, cho nên mình phải cấp nguồn B cộng vào. Thì sau 3 phút timer nó DC nó đóng một cái là nó được à. Này là phải dùng timer DC nhé các bạn, vì các bạn cúp điện rồi, timer AC đâu có điện đâu chạy. DC lấy từ bình lên đó các bạn, bình ắc quy á. Đó. Còn con gland này thì bạn bắt buộc phải dùng AC nè. Nếu như mà các bạn dùng DC thì các bạn phải đấu qua cái con này. Bạn dùng AC thì nhanh, các bạn chỉ cấp nguồn AC, mất nguồn AC thì nó sẽ đóng thôi. Đấu theo thường đóng, mất nguồn là nó thường đóng. Còn không thì các bạn mà đấu chân con khởi động từ của lưới này. Con khởi động từ lưới có hai chân là thường, chân này là thường đóng nè. Chân dưới là thường hở, thì chân thường đóng này họ đã xài, họ xài để ngắt con này rồi. Thì các bạn phải xài bên đây. Đó, bạn xài bên đó. Timer à, con router này nó có một tiếp điểm thôi. Hai con timer mà có 3 tiếp điểm thôi các bạn. Thì do là người ta mua về các bạn, nó có 2 tiếp điểm hai bên, kẹp hai bên đó các bạn. Nhưng mà người ta mua về người ta đấu như vậy để tiết kiệm không gian, người ta tháo thì người ta đấu có một con tiếp điểm chung cho hai thằng nè. Thì các bạn đo còn dư các bạn xài, mà không còn dư thì các bạn phải chịu nha. Không các bạn có thể xài chân giữa đây. Giữa đây cũng là một tiếp điểm nè, khi nhả ra là nó sẽ... Ôi hết rồi. Nó chạy lên rồi đó các bạn. Mà con timer này không đủ để kích hoạt nó nha các bạn. Để mình thử cho con timer này về không nha các bạn. Không đủ nguồn nữa. Không đủ nguồn các bạn ơi. Timer không đủ nguồn các bạn ơi. Để mình kiểm tra lại được nguồn nha các bạn. Sau một lần, vài lần đề được thì hết đề nổi các bạn ơi. Và mình kiểm tra cái bộ đề thì bắt đầu nó có tín hiệu bị hư nha các bạn. Giờ mình tháo ra ngoài mình kiểm tra thử nha các bạn. Đó. Mình đã cấp nguồn đầy đủ tín hiệu vào đó mà bộ đề nó chỉ phóng ra, nó không quay các bạn. Đáng lý nó phóng ra ngoài nó phải quay nha các bạn. Hoặc là lật sang cái cọc kế bên nó không phóng nhưng nó phải quay mới được. Và khả năng nó bị cháy cao nha các bạn. Mình sẽ có một cái video trên giới thiệu chi tiết về cái bộ đề này và cách hướng dẫn kiểm tra bộ đề có hư hay không nha, và hướng dẫn các chi tiết của bộ đề cho các bạn hiểu nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Hãy like, share, subscribe và bật chuông tất cả để ủng hộ mình với nha. Nếu như có ý kiến thì các bạn hãy trao đổi bình luận nha. Rồi mình sẽ trả lời các bạn ạ. Chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống ạ.